để được đơn tuyển để tại trường dưới phía dưới. Thì sau khi nó phát tia ra, nó đập vào sọ não này thì cái phần tia còn lại, phần một phần khi mà nó đi xuyên qua cơ thể thì một phần nó bị hấp thu, thì cái phần còn lại nó sẽ đập vào cái gọi là cái cassette mà chúng ta cầm cái tia, nó sẽ đi về đường dẫn thần kinh. Thì bây giờ chúng ta thấy một số thêm một cassette bằng những tấm IV ra để cho mình. Còn CT là sao? Cái này là X-quang, các bạn thấy khi chụp toàn bộ cái bề dày này đập vào một mặt phẳng, đó là X-quang. Và CT là CAT. CT nó dùng cái X nhưng mà nó không tạo thành hình ảnh của chồng hình trên một mặt phẳng, mà chúng ta cắt ra từng lát và chúng ta nhìn thấy bên trong. Nhìn vào bên trong thế nào, các bạn nhìn thấy hình này. Thì đây là một cái máy CT, bên trong nó sẽ có cái đầu đèn y chang cái đầu đèn của X của X-quang mình đó. Thì cái đầu đèn nó sẽ phát đi qua cái đầu bệnh nhân ở đây và qua cái phần đối bên nó sẽ có một hệ thống, người ta gọi là hệ thống tiếp nhận, hệ thống cảm biến, hệ thống đèn sensor, các bạn nhìn thấy được. Thì cái hệ thống nó sẽ ghi nhận lại và nó sẽ còn chiều liên chi để nó tạo ra cái hình ảnh. Tại cái đầu đèn mà quay một vòng thì chúng ta có được một lát cắt, một lát cắt là như thế này. Hồi nãy cái hình mà chúng ta X-quang mà chồng vô, và bây giờ chúng ta cắt ra từng lát, 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 các bạn thấy rõ được không? Thì CT là như vậy, chúng ta cắt ra một lát và đưa vào máy tính, dùng những thuật toán của nó để cho ra cái hình ảnh thế này. Các bạn nhìn thấy được bên trong, thấy được các phiền não, thấy được các cấu trúc tổn thương rõ hơn so với X-quang, thì đó là CT. Đây tại khái như vậy, các bạn thấy hình CT là chúng ta cắt như thế này. Thì đây là cái máy CT. Và các bạn đi thực tập thì các bạn sẽ thấy được, có thể chụp đầu, chụp chân, chụp bụng, chụp ngực vân vân. Thì trong xu thế hiện đại hiện nay, các bạn thấy những người kỹ thuật viên đây là những người kỹ thuật viên gì? Nữ trẻ đẹp, thấy là. Còn bây giờ các bạn đi thực tập thì các bạn thấy người kỹ thuật viên, các bạn sẽ thấy là bạn đang già và xấu không ạ? Nên mà xu thế thời đại thì giờ là các bạn nữ sẽ đi về hướng kỹ thuật viên, sẽ có ưu thế nhiều hơn so với các bạn nam. Lý do là sau này các bạn thấy khi mà chụp xong cần dựng hình, cần làm cái công việc tỉ mỉ kéo léo thì những người nữ làm tốt hơn, hoặc là bước vào cái máy cồng kềnh to lớn là ở đó một mình thì được một chị nữ dắt vô nó sẽ thấy yên tâm hơn, nó sẽ còn đi và sẽ đang có biết là trước khi đi xa để thấy như vậy thì nó đều là chụp và nữ bên cạnh đồng viên chúng đi mình lên thì nó sẽ lên. Thì một số cái cảnh khác thì các bạn thấy đó là cái máy, còn bệnh nhân thì có rất nhiều kiểu, có thể gặp những bệnh nhân như thế này, bệnh nhân treo nhiều chuyên ngành khác nhau, ví dụ chụp chó, chụp ngựa, chụp con gì, muốn chụp con gì, đại khái là có chụp một vài, tức là ngành CT có thể chụp được khảo sát trong y học, có thể khảo sát trong nuôi, tại sao? Bởi vì chúng ta nhìn được bên trong, phân tích được tổn thương ở bên trong, nhìn xuyên thấu bên trong. Thậm chí cái này CT rất là to, quang rất là bự, để làm gì? Để chụp cho bò sữa thì nó là cái nguồn cung cấp cho họ cái sữa mà mình chỉ là tài chính hay là những cái máy để chụp. Hoặc là các bạn để khảo sát trong những cái ngành khác, ví dụ như là khảo cổ học, chụp những bệnh nhân mà không bao giờ chúng ta đã khai thác được bệnh sử, hay là những xét ướp ra chụp thì chúng ta sẽ thấy được bên trong, phân tích được tuổi xương, phân tích được thành phần nó quá là như thế nào. Như vậy CT không chỉ y học, còn là nhiều ngành khác, khảo cổ học, thị chất học, và thậm chí là cái những cái là lấy từ quan sản từ dưới đất lên muốn phân tích đó là cái gì cũng đưa vào CT này và ôi rất là nhiều ngành. Rồi chúng ta sẽ qua một cái phần tương đối là khó và là các hệ máy CT. Và các hệ máy CT này thì sẽ có một câu hỏi liên quan đó là phân biệt giữa các hệ máy CT vào điều dựa vào tính chất nào sau đây thì các bạn sẽ nghe.